Thanh Nhã rất vui chào đón quý vị trở lại với phần cuối cùng của chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày nay cùng với bác sĩ Hiệp Trương. Kính thưa quý vị, nếu như mà quý vị có những câu hỏi muốn được bác sĩ trực tiếp trả lời, Thanh Nhã kính mời quý vị hãy gọi ngay vào số phone trực tiếp trên màn hình 7148933264, 7148933264. Và kính thưa bác sĩ, chúng ta đang ở cái chủ đề là bệnh ung thư cổ tử cung. Mình cũng đã nói rất nhiều về những dấu hiệu, những cách phòng ngừa như thế nào, nhưng mà Thanh Nhã có một câu hỏi dành cho bác sĩ là nguyên nhân như thế nào mà một người phụ nữ lại dẫn đến căn bệnh này? Có thể là do di truyền, ung thư cũng có di truyền đúng không bác sĩ? Hoặc là do chế độ ăn uống, mình ăn những cái thức ăn mà nó dễ dẫn đến ung thư, ví dụ như ăn đồ khét nè, hoặc là có những cái chai nhựa mà mình để trong xe hơi bị nóng á, cũng có thể có những cái yếu tố từ cái chất nhựa đó cũng làm cho mình bị ung thư. Hoặc là ngày nay có thể là không có lý do nào hết mà tự nhiên người ta vẫn phải mắc bệnh ung thư. Cho nên cái đề tài này chắc là nó rất là nhiều. Nhưng mà trước khi bác sĩ trả lời câu hỏi thì Thanh Nhã xin lỗi để có thể mời một quý vị đang trên đường dây. Thanh Nhã xin kính chào quý vị ạ. Hello. Hello, em xin chào chị Thanh Nhã và chào bác sĩ. Dạ. Dạ chào chị. Dạ, cho em xin hỏi một cái câu hỏi này. Em là năm nay được 48 tuổi rồi. Nhưng mà có một cái lý do như vậy nè. Cái này hơi tế nhị nha bác sĩ. Dạ vâng chị. Thỉnh thoảng không biết tại sao mà hồi năm ngoái đó thì lâu lâu nó có ra một cái chất gì đó, nó không phải là màu trắng mà nó giống như là một cái màu vàng vàng mà nó có một cái màu tanh lắm bác sĩ. Dạ vâng. Dạ, thì em có đi bác sĩ gia đình về thủ khoa thì bác sĩ gia đình đã cho em một cái lời khuyên để bơm vào bên trong. Dạ vâng. Khoảng 7 ngày hoặc 10 ngày. Dạ. Thì cũng khoảng được 1 năm 2 năm cái thỉnh thoảng nó có lại. Vâng. Đó, cái vâng. Đó là do từ đâu nó ra thưa bác sĩ. Vâng. Câu hỏi của chị cũng rất là hay và xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi này. Từ đâu nó ra thì thưa quý vị, tôi phải công nhận là chính tôi cũng tự hỏi từ đâu nó ra. Thưa quý vị, tôi đã hành nghề trên 30 năm và khi tôi mới ra hành nghề thì cái bệnh mà chị tả đó rất là hiếm, không có nhiều. Đến khoảng độ 10 đến 15 năm nay là chị, thì tôi thấy cái số lượng người đến khám chúng tôi về cái triệu chứng này càng ngày càng tăng thưa quý vị. Và khi đọc lại những bài khảo cứu thì đúng thực là cái số người trong xã hội, phụ nữ trong xã hội bị cái bệnh mùi rất là đặc biệt, tức là mùi nó tanh tanh như là cá chết đó chị. Nó gia tăng rất là nhiều và có thể đến từ 15 đến 20% và có những nơi 30% thưa quý vị. Thành ra cái căn bệnh này nó là một cái nhiễm trùng do một cái con vi trùng nó tên là Gardnerella. Thì quý vị khi nào mà biết đó, thì có thể lên tra trên Google hoặc Internet. Nói chung nó gọi là bacterial, tức là vi trùng vaginosis, tức là bệnh viêm của âm đạo. Bacterial vaginosis đó là một nhóm vi trùng, nhưng mà cái con vi trùng chính đó là con Gardnerella. Thì cái con này đó nó dai dẳng lắm chị. Nó khi mà nó ăn bám vào trong thành âm đạo đó thì nó nằm đó luôn và rất là khó chữa. Và nó xảy ra thường thường cái mùi nó xuất hiện sau khi mà quý vị hành kinh, và nhất là quý vị nào trong những cái tuổi mà 40 trở đi mà có những cái kinh nguyệt bị rong kinh lâu dài đó, thì chảy máu lâu dài đó, thì cái mùi này và cái con này nó phát triển mạnh hơn và từ đó có thể nó ở trong luôn trong âm đạo một thời gian rất là dài. Máu là một thức ăn cho những cái con vi trùng đó, và vì lý do đó khi nó ăn cái máu đó thì nó phát triển nhiều hơn và nó tạo ra cái mùi như vậy. Chữa trị như thế nào thưa quý vị? Rất là khó chữa. Chữa có thể hết ngay, nhưng sau một thời gian nó sẽ trở lại và thường thường nó có thể kéo dài rất là lâu. Trong một số trường hợp chúng tôi phải dùng những cái loại kem, thường thường cái loại kem mà chúng tôi hay dùng là kem có thể 1 ngày hoặc 5 ngày. Thì tôi không biết bác sĩ của chị trong vòng 7 ngày, thường thường chị 7 ngày là loại mà kem để trị nấm chứ không phải để trị cái con vi trùng này. Thành lý do đó tôi cũng hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên
nếu mà chị nó biến mất thì cũng tốt cho chị thôi. Và nếu nó có trở lại thì quý vị nên trở lại người bác sĩ để được khám nghiệm và có thể thử những cái con vi trùng khác. Và thường thường chúng tôi cũng khuyên là thử luôn những con vi trùng mà nó truyền nhiễm qua đường sinh lý, mặc dù cái bệnh này chưa chắc nó là do bệnh sinh lý mà ra. Thành ra chúng ta nên chữa một cách tận tình hơn. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và Thanh Nhã xin chào một quý vị nữa cũng đang trên đường dây ạ. Hello. Dạ, hello. Xin chào chị. Dạ. Chị. Dạ, xin mời chị đặt câu hỏi ạ. Dạ. Dạ, em xin đặt một cái câu hỏi là nếu mà cái câu hỏi là để em tiếp tục xin hỏi bác sĩ hồi nãy, tại em hơi bị hồi nãy tiếp tục cái câu mà em vừa hỏi đó, thì nếu trường hợp như vậy thì mình có thể có cách nào để điều trị cho nó tuyệt đối luôn không, thưa bác sĩ? Dạ, cảm ơn chị. Thưa chị, vâng, tôi cũng đã trả lời một phần cái câu hỏi của chị, tức là nó rất là khó chữa. Trong những trường hợp mà tôi đã thành công thì thật sự ra đó phải chữa một cách dai dẳng, có thể phải dùng thuốc uống thay vì đặt kem, và có thể phải cần những cái thời gian mà chúng ta dùng những cái chất mà betadine, tức là để sát trùng. Và nhiều khi tôi thì tôi có một người bệnh nhân tôi phải dùng cho thuốc chích ngừa thai để người đó không có kinh trong vòng thời gian dài gần như một năm đó, rồi cứ chữa bằng thuốc trụ sinh qua đường uống, cứ vài tháng lại uống một lần, thì từ từ cái con đó nó không có đồ ăn và bị diệt thì từ từ nó hết. Nhưng mà cái câu trả lời của chị hết luôn được cả đời hay không, tôi chưa dám nói, tại vì bây giờ cũng là 3 năm rồi. Thành ra tôi cũng hy vọng là nó sẽ hết luôn. Tuy nhiên không có gì bảo đảm cả. Vâng, và Thanh Nhã cũng xin mến chào một vài quý vị nữa đang trên đường dây ạ. Hello. Hello. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Vâng, sorry quý vị, có thể là do quý vị đợi lâu quá cho nên là đã mất liên lạc. Thanh Nhã nghĩ rằng chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng không còn nhiều thời gian để trả lời cho quý vị. Bác thì có thể giúp Thanh Nhã cũng như quý vị đúc kết lại một lần nữa là đối với cái chủ đề ung thư cổ tử cung thì chúng ta có những biện pháp nào ngoài cái vấn đề mà mình khám pap smear mỗi một năm, hoặc là mình có những cái bất thường trong cơ thể thì mình phải nên gặp bác sĩ thêm. Ví dụ như trong chế độ ăn uống, hoặc là trong cuộc sống hàng ngày, hoặc là có những cái loại dược thảo nào đó mình có thể phòng ngừa căn bệnh này. Dạ, thưa chị, cái đầu tiên chúng ta nên nói là cách phòng ngừa nhất. Hiện nay thì có nhiều phương pháp ngừa. Thường phương pháp đầu tiên mà đã áp dụng từ vài năm nay là các em khi mới lớn được chích ngừa cái con vi khuẩn HPV. Đó là cái mà đầu tiên tôi nghĩ là nó sẽ một cách đại trà sẽ ngăn cản hoặc có thể trừ khử trong tương lai. Xin lỗi bác sĩ chút xíu, là người lớn mình cũng có thể chích ngừa được chị, nhưng mà nó hiệu nghiệm nhất khi chúng ta chưa có gia hợp sinh lý. Thì đó là những em khi còn mới lớn là lúc mà các cha mẹ nên cho các em đi chích ngừa. Thứ hai nữa, khi chúng ta có những cái gia hợp sinh lý đó thì chúng ta phải nghĩ đến cách bảo vệ chúng ta, tức là dùng bao cao su. Hiện nay bao cao su là một phương pháp rất là hiệu nghiệm để ngăn chừa bệnh. Tuy là ngăn ngừa có thai không được tốt lắm, tuy nhiên về vấn đề bệnh trạng giao tiếp sinh lý thì rất là tốt. Đó là một cái điều tôi nhắc đi nhắc lại nhờ quý vị lại. Và sau đó thì là đi khám phụ khoa hàng năm, và nếu nhiều khi có thể làm pap smear cứ 2 năm một lần cũng được, không cần phải làm mỗi năm. Nếu mà quý vị đã khám hàng năm từ trước đến nay và không bao giờ có một cái tìm thấy một cái bất kỳ cái gì bất bình thường trong lúc làm pap smear, thì quý vị có thể làm 2 năm một lần hoặc 3 năm một lần tùy theo tuổi tác. Và quý vị sau 65 tuổi thì không cần làm nữa, trừ khi trước đây đã bị tiền ung thư hoặc ung thư cổ tử cung. Thành ra nói tóm lại, cái trị bệnh bao giờ nó cũng khó khăn và tốn công lao và cũng như là tốn tiền. Còn cách phòng bệnh thì tôi vẫn nhấn mạnh đến cái chuyện đó, là vì phòng bệnh bao giờ cũng rẻ tiền hơn hết. Và quý vị đi tune up chiếc xe hơi của quý vị mỗi năm để mà đỡ tốn tiền phải chữa xe, thì quý vị cũng nên áp dụng với chính mình. Chắc tôi nghĩ là cũng đã hết giờ rồi, thì tôi xin lỗi nói hơi nhanh.
Và một lần nữa sẽ gặp lại quý vị trong 2 tuần nữa. Vâng, và Thanh Nha cảm ơn rất nhiều sự trình bày của bác sĩ cũng như là sự theo dõi của quý vị trong chương trình Phụ Nữ và Sức Khỏe ngày nay. Kính thưa quý vị, Thanh Nha thấy rằng có rất là nhiều quý vị gọi trong chương trình. Có lẽ là 2 tuần sau nữa chúng ta cũng sẽ trở lại một đề tài tương tự giống như vậy. Dạ, vâng. Và Thanh Nha rất mong nhận được sự chào đón của quý vị đối với show Sức Khỏe và Phụ Nữ ngày nay. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ Năm vào lúc 2 giờ chiều sau 2 tuần nữa. Và xin mến chúc cho quý vị có một ngày thật là an lành và hạnh phúc. Xin tạm biệt quý vị cũng như là xin chào bác sĩ. Dạ, thưa chị, cho mình vài giây. Dạ. Thưa quý vị, nếu quý vị có những cái đề tài nào quý vị muốn chúng tôi đề cập đến thì quý vị cứ gọi vào đài và để lại cái đề tài đó và chúng tôi sẽ cố gắng để mà tiếp chuyện quý vị. Vâng, cảm ơn bác sĩ và xin kính chào tạm biệt quý vị.